nhân tạo nhân và nó sẽ hưởng quả nhiều lần. Thì cũng vậy, một việc bất thiện nó cũng thế, là một việc bất thiện nó sẽ cho quả ở hiện tại. Hiện tại này mình cũng đã bị một cái bị quả báo của cái bất thiện ấy, làm cho tâm của mình luôn luôn không được an ổn, lo lắng sợ hãi. Và cái kiếp thứ hai thế là cái kiếp mà nó trổ cái quả mạnh nhất, đó là sau khi chết, sau khi chết ở kiếp này, nếu cái quả bất thiện ấy nó có thể cho mình trổ quả ở cái cõi khổ. Và cái nó sau khi mà ra khỏi cõi khổ ấy nó vẫn chưa hết, có thể mình sinh về các cái cõi cao rồi, sinh lại làm cõi người rồi, cái quả bất thiện nó vẫn tiếp tục trổ tiếp, nó trổ ở cái mức độ nó yếu hơn. Đến một cái hành động tạo nghiệp nó sẽ cho quả ở ba thời kỳ vậy. Hiện tại, tương lai gần và tương lai xa. Thiện nó cũng thế mà bất thiện nó cũng thế. Như vậy hành có thể làm duyên cho thức ở cả hiện tại, ở tương lai gần và tương lai xa. Tâm siêu thế do hành Sankara nào sinh ra? Có những cái tâm quả siêu thế, có cái hành động nào nó sinh ra cái tâm siêu thế? Tâm quả siêu thế do hành siêu thế sinh ra. Cái hành động siêu thế nó sinh ra vì hành đạo, tâm đạo mắc giá. Siêu thế sinh nên tâm, thức quả siêu thế sinh. Hành mắc giá, siêu thế là nhân, thức siêu thế là quả. Nhưng người hành thiền Vipassana cho đến khi nào mình đạt đến tâm đạo, tâm đạo nó hướng lên tiêu diệt phiền não, chứng ngộ niết bàn, thì cái tâm đấy gọi là tâm, nó cái hành động, cái tâm tâm đấy sau một cái sát na nó để lại quả luôn, nó để lại quả ngay tức thì, nó không có chờ sang kiếp sau. Các cái hành động khác thì nó trổ quả ở kiếp sau, còn những cái hành chỉ có cái sự chứng đắc đạo quả này là nó một cái hành nó khởi lên, một cái tâm hành tâm đạo nó khởi lên, tâm quả nó cho quả ngay tức thì. Cho nên chỉ có giáo pháp nó đặc biệt, nó là ra quả ngay tức thì. Cho nên là Đức Phật có cái trong cái ân đức pháp ấy, pháp được Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng thiết thực hiện tại, không có thời gian. Tức là những cái tâm, những cái tất cả những cái hành động khác nó có một thời gian ở hiện tại, ở tương lai gần và tương lai xa nó cho quả. Nhưng mà chỉ có cái pháp thành tựu này, cái pháp tu chứng là nó không có cái thời gian, không có khoảng cách nào hết. Sát na trước là nhân, sát na sau là quả. Đạo sinh một cái là quả sinh, cái hành đạo mắc giá sinh thì cái hành đạo pha lá là quả pha lá, chứ không phải là mắc giá. Pha lá là quả siêu thế bởi sự sinh của hành sơ đạo, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền sinh nên tâm sơ quả sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền và ngũ thiền. Là quả sơ đạo là nhân, sơ quả là quả, cũng như vậy nhị đạo là nhân, nhị quả là quả, tam đạo là nhân, tam đạo là quả, tứ đạo là nhân thì tứ đạo là quả, tứ quả là quả. Cái tâm đạo là nhân và tâm quả là quả, là tâm siêu thế thì nó không có thời gian. Còn những cái hành động khác, dục giới, sắc giới, vô sắc giới phải có thời gian nó mới đạt quả. Bây giờ mình làm cái gì mình muốn có quả ngay, muốn làm gì muốn có quả ngay, ngồi thiền mình muốn đắc thiền ngay ngày hôm nay thì có đắc được không? Nó phải chờ thời gian nó mới có ra quả. Còn nếu mà muốn cho nó có kết quả ngay thì cố gắng tu cho nó đắc đạo, đắc đạo một cái là có quả ngay. Còn là có người gọi là tu đắc đạo, có người gọi là tu chứng quả. Thế giờ mình muốn đắc đạo hay muốn chứng quả? Cứ khi nào đắc đạo là khi đấy sẽ chứng quả. Con đạo này nó sẽ có quả ngay tức thì, không phải chờ. Còn tất cả mọi cái nó phải chờ. Ví dụ bây giờ mình muốn được sống lâu mạnh khỏe, ăn vui sắc đẹp, mình tạo những cái thiện nghiệp, mình chờ. Kiếp này nó chỉ có một chút thôi, nó chỉ trổ quả một chút thôi, nhưng mà kiếp sau nó sẽ trổ quả rất là mạnh. Trổ quả rất là mạnh. Và nhiều kiếp về sau nó vẫn còn trổ quả ở cái mức bình thường khác nữa. Còn muốn sinh về cõi Phạm Thiên bây giờ chịu khó mà chú vào các tầng thiền, sau đó sinh về cõi Phạm Thiên, lúc đấy nó mới trổ quả. Lúc mình chú ở trong tầng thiền là mình mới đang tạo nghiệp, mới đang tạo cái Sankhara, cái tâm sở tư nó Chetala nó khởi lên liên tục và nó để lại cái hành động đấy, sau này nó mới trổ thành quả. Súc sinh cũng có tâm thức nhưng tại sao nó lại ngu si ám độn? Bây giờ hành sinh ra thức,
hành sinh ra thức. Thì tất cả cái tâm thức của con người cao thượng hạ liệt nó cũng là do cái hành động nó tạo ra. Thì bây giờ mình thấy những cái con súc sinh nó cũng có tâm thức như vậy. Có những lúc có cái tâm thức cao thượng nó sinh, ví dụ như là có những cái con vật mình rất là yêu quý, mình chiều chuộng nó, thì đấy nó cũng là cái nghiệp thiện nó trổ quả. Nó cũng phải có khi nó nghiệp thiện nó trổ quả, nó mới được mọi người chăm sóc yêu quý. Như con, mấy con bồ câu ở chùa ngày nào cũng được cho ăn ngon, được làm nhà cho ở ấy. Thấy mấy con đấy nó có phước, phước hơn là mấy con chim ấy, đi bắt sâu bỏ ăn. Mà tại sao nó, cái tâm nó vẫn ngu, vẫn ám độn. Thì là do hành sankhara bất thiện hỗ trợ cho cái tâm thức tục sinh, thọ xả quả bất thiện tái sinh, làm súc sinh. Vì cái tâm tục sinh thọ xả quả bất thiện nó quá yếu, nên là cái căn tính của súc sinh nó mới ngu si ám độn như vậy. Nó ngu si ám độn là ngay từ cái tâm đầu tiên đi tục sinh này. Nó đã đi tục sinh với một cái tâm rất là yếu ớt rồi. Cái tâm tục sinh đấy nó chỉ có cái số lượng tâm rất là ít, chỉ có 11 tâm. Những cái tâm đấy nó không thể hỗ trợ cho các cái căn tính của nó trở thành nanh nợi được. Những cái tâm nó yếu mà, nó không hỗ trợ cho các cái căn nó nanh nợi như con người được. Cho nên là cái súc sinh này nó phải chịu cái quả báo, nó là ngu si suốt một cái kiếp đấy. Đã chót sinh làm súc sinh rồi, giờ mình có đem nó về, mình dạy nó, mình rèn luyện nó bao nhiêu đi chăng nữa, nó vẫn ngu. Nên là nhiều người bảo là phải đem mấy con khỉ về tập cho nó sinh hoạt như người, để sau này nó trở thành người. Mất 10 năm, 20 năm suốt cả cuộc đời để rèn luyện nó, thì nó vẫn là khỉ, nó vẫn ngu như khỉ, không bao giờ nó khôn được. Bởi vì từ cái tâm tục sinh của nó đã như thế rồi. Nhưng bây giờ mình muốn những con vật, mình phải huấn luyện cho nó để nó trở thành những con vật khôn. Chẳng qua là mình huấn luyện nó thành cái thói quen thôi, chứ nó không khôn lên. Mà thậm chí người ta bảo là càng huấn luyện nó càng ngu đi, nên vì nó mất cái bản tính tự nhiên của nó. Bản tính tự nhiên của nó đi, nó càng ngu đi, và nó trở thành cái tâm, nó trở thành máy móc, nó không khôn lên được nữa. Thì nó phải chấp nhận hết cái kiếp sống này. Cũng như vậy, bây giờ một cái người mà tái sinh với cái tâm tục sinh thọ xả quả thiện vô nhân, cái tâm tục sinh mà bằng cái tâm quan sát, thì cái tâm nó rất là yếu. Nếu như cái người đấy sinh lại làm người, trở thành người vô nhân, trở thành người vô nhân, thì cái người đấy sẽ ngu hết cái kiếp này. Tuy nhiên là vẫn có người ngu, mà chữa cái bệnh gì không thể chữa được cái bệnh ngu. Có những người ngu bẩm sinh không chữa được, bởi vì từ cái lúc đi tục sinh nó đã tục sinh bằng cái tâm quan sát này, thì cái súc sinh nó cũng đi tục sinh bằng tâm quan sát, cho nên nó rất là ngu. Và cái người nào ấy mà đi tục sinh bằng tâm quan sát, người đấy cũng rất là ngu hết kiếp này luôn, không thể nào chữa được cái bệnh này. Dù mình có muốn là rèn luyện dạy bảo hay là tức là làm cho người đó khôn lên sẽ vô ích, giống như là mình dạy mấy cái con, huấn luyện mấy cái con thú ấy, nó chỉ làm được mấy cái việc mà mình tưởng nó khôn, nhưng mà đấy nó chỉ là cái thói quen thôi, chứ nó không thể nào thông minh lên được nữa. Thì đấy là cái hành nó sinh ra cái thức như vậy, cho nên là cũng phải chấp nhận vậy. Tại sao có người có căn tính nanh nợi, có người có căn tính ám độn, có người không nanh nợi cũng không ám độn. Trên đời có những người như vậy, rất là thông minh, nanh nợi. Có những người thì rất là tối tăm, ám độn, nhưng có người thì bình thường, không nanh nợi lắm nhưng mà cũng không ám độn lắm, bình thường, trung bình vậy. Nhân ở đây, cái nhân của đấy, nó có cái nhân do hành sankhara, thiện tâm hợp trí tuệ, trợ duyên cho thức tục sinh tái sinh làm người có đủ ba nhân, vô tham, vô sân, vô si, nên người đó thường có căn tính nanh nợ, trí tuệ sắc bén. Nên là cái nó là do cái hành động, cái nó hỗ trợ cho từ cái lúc mà đi tái tục, cái tâm tục sinh nó đã có cái trí tuệ mạnh này, thì cái người đấy cái căn tính nanh nợ. Hành sankhara thiện hợp tâm, thiện tâm hợp với trí tuệ là nhân. Là thức tục sinh có ba nhân, vô tham vô si là quả, và cái người mà có cái tánh căn tính lành lợi đấy là quả. Nhưng mà trong ba cái này, vô tham vô sân vô si, trong cái lúc mà đi hỗ trợ cho cái tâm tục sinh,
có thể là vô tham mạnh đấy, nhưng mà vô sân có thể là yếu, hoặc là vô tham vô sân mạnh, vô si yếu, hoặc là vô tham vô sân yếu nhưng vô si rất là mạnh. Nó không phải là nó đồng đều như nhau, ba cái này nó có cái khác nhau. Nhưng cho nên là ở trên đời có cái con người nó sẽ có cái mức độ khác nhau, về cái tâm thức của con người nó có mức độ khác nhau. Do hành sankara thiện tâm nhưng không kết hợp với trí tuệ trợ duyên cho thức tục sinh tái sinh, làm người có hai nhân vô tham vô sân, nên người đó căn tính trung bình, không nanh nợ mà cũng không ám độ. Người trung bình về vô tham vô sân nhưng mà cái trí tuệ yếu, cho nên là cái căn tính cũng bình thường. Còn hành sankara thiện không kết hợp với trí tuệ là nhân thức tục sinh, có hai nhân vô tham vô sân và người có căn tính trung bình, nên là quả. Hành sankara thiện tâm yếu ớt hời hợt không kèm trí tuệ, trợ duyên cho thức tục sinh bằng cái tâm quan sát thọ giả quả thiện vô nhân, tái sinh làm người vô nhân. Vì tâm vô nhân yếu ớt nên căn tính của người vô nhân thường ám độ. Hành sankara thiện tâm yếu ớt hời hợt không có trí tuệ là nhân thức tục sinh vô nhân và người có căn tính ám độ, đấy là quả. Cái gì mà nó đã trổ vào cái lúc mà đi tục sinh này rồi thì nó sẽ rất là khó chữa. Đã khi mà đã tục sinh làm người vô nhân rồi thì suốt cái kiếp đấy trở thành người vô nhân. Tái sinh làm người nhị nhân rồi thì suốt kiếp đấy phải là người nhị nhân. Tái sinh làm người tam nhân thì suốt kiếp đấy là người tam nhân. Cái này không thể thay đổi được. Mà tại sao lại có những cái hành động như thế nào là có trí tuệ và như thế nào là cái hành động không có trí tuệ? Tại sao lại có những cái hành động có trí tuệ và có những cái hành động không đi kèm với trí tuệ? Có những cái nghiệp, mình cứ nghĩ là tạo nghiệp, tại sao mà cái nghiệp đấy nó còn đi kèm với trí tuệ, cái nghiệp không đi kèm với trí tuệ nữa? Ví dụ mình bố thí là bố thí, tôi cũng bố thí, ông cũng bố thí, nhưng mà tại sao khi ông sinh ra ông lại khôn mà tôi cũng sinh ra tôi lại không khôn? Cũng là cùng một cái hành động đấy nó sinh ra, nó trổ vào cái lúc tục sinh. Thì nhưng mà cái lúc bố thí với một cái tâm, với một cái tâm thức nó khác, với một cái người đấy cũng là bố thí nhưng mà nó đi kèm với một cái trí tuệ ngay trong cái lúc cái hành động. Nhưng mà một cái người bố thí với một cái tâm hời hợt thì nó khác. Một cái hành động cũng một cái hành động tạo nghiệp với trí tuệ, và cái người tạo nghiệp với cái hành động không có trí tuệ khác. Khi mình làm việc thiện mà mình biết rõ rằng đây là việc thiện sẽ có quả báo thiện thì cái hành động đấy là cái hành động thiện tâm hợp trí tuệ. Khi mà mình làm việc đấy mà mình biết, làm việc thiện mình biết đây là việc thiện. Nhưng mà bây giờ mình bảo thôi mình làm cứ biết làm, tội gì phải suy xét vậy, không làm không nên dính mắc, không nên chấp à. Thì cái đấy nó sẽ làm cho cái tâm mình nó hời hợt đấy. Mình làm mình phải có biết, phải có suy xét, phải biết rõ cái việc mình đang làm. Làm việc thiện mình biết đây là việc thiện, mình biết nó có quả báo thiện, thì đấy là thiện tâm hợp trí tuệ. Người đó cái hành động đấy nó sẽ để lại. Cái nếu mà cái hành động này nó trợ duyên cho cái tâm tục sinh này, nó trở thành người tam nhân. Còn có cái người này sẽ hành động khi làm việc thiện nhưng mình không biết đây là việc thiện, cũng không biết nó có quả báo ở tương lai. Có rất nhiều người đi làm từ thiện ấy, nhiều người đi làm từ thiện mà đi làm từ thiện làm gì? Đi làm từ thiện để được lên báo, để được quay lên tivi, để được nhiều người biết. Đi làm từ thiện thì cái hành động đấy cũng là hành động thiện, nhưng mà người đó không biết đây là thiện, không hề biết đây là, không hề biết là nó có quả báo gì. Thì cái người đấy nghĩ là chết rồi là hết, đâu còn gì nữa. Thì cái hành động đó sẽ là cái tâm thiện ni trí, tâm thiện không có trí tuệ. Không có trí tuệ thì nếu như cái hành động đấy nó hỗ trợ cho cái thức tục sinh thì cái người này trở thành người nhị nhân, nếu mà cái hành động này nó hỗ trợ. Còn một cái người khi làm việc nhưng tâm với tâm hời hợt yếu ớt, không toàn tâm toàn ý. Có những người mình cũng làm việc thiện nhưng mà mình không toàn tâm toàn ý, làm chơi chơi, làm cái tâm nơ nơ, làm cho có làm, hoặc là có người khác xúi mình bắt mình phải đi làm với cái tâm ép buộc ấy, bắt buộc phải làm,
Thì mặc dù cái thân mình làm nhưng mà cái tâm mình nó không để ở cái hành động đấy, nó cứ nghĩ lởn vởn đến chuyện nào chuyện kia. Thì cái người đấy làm việc với không toàn tâm toàn ý như vậy thì nó sẽ tạo ra cái nghiệp này, nó sẽ hời hợt yếu ớt không toàn tâm toàn ý, thì cái hành đó sẽ là thiện tâm yếu ớt không có trí tuệ. Thì nếu như cái hành động này nó trợ duyên cho cái lúc mình đi tục sinh mà mình nghĩ đến cái việc này mà mình đi tái sinh bằng cái tâm này nó, thì nó sẽ là tâm quan sát thọ giả quả thiện, và mình tái sinh trở thành người vô nhân này. Người vô nhân là sẽ mù điếc ngọng câm này, tức là sẽ bị một trong những cái dị tật này, và sẽ là cái người ngu si này. Thì cái hành nó tạo ra những cái thức như vậy. Trong cái lúc mình tạo nghiệp bao giờ cũng thế, trong cái lúc mình hành động thì cái tâm thức nó luôn đi kèm theo với những cái hành động. Những cái hành động nào mình làm với một cái tâm toàn ý và có trí tuệ thì khi nó trổ quả nó khác. Cái hành động nào mình để với mình làm nhưng mình không có cái sự hiểu biết về cái hành động này, khi nó trổ quả khác. Còn hành động nào mình làm để cho gọi là làm cho nó xong chuyện, quan hoa hời hợt như vậy, thì khi nó trổ quả nó sẽ trổ quả khác. Nên là cái người mà rèn luyện được cái tâm mình, cái người mà rèn luyện được cái tâm cho nó có định, mình làm cái gì mình cũng tận tâm với cái việc đấy, thì những cái việc đấy khi nó trổ quả nó sẽ khác. Còn cái người nào mà cái tâm phóng dật thì nó rất là yếu ớt hời hợt. Thân mình làm cái này nhưng mà tâm mình toàn nghĩ chuyện trên mây trên trời thì là nó khi lúc nó trổ quả nó sẽ khác. Do hành gì trợ duyên sinh ra người có tánh tham nổi trội? Có những cái người mà có cái tánh tham rất là nổi trội, vừa đi sinh ra, có phải là ai sinh ra thì cũng cái lúc đầu là chưa biết tham, này lớn lên mới biết tham mà cũng. Nhưng mà có những người người ta có cái tánh tham từ nhỏ, bé đã biết tham. Có những người thì lớn lên mới biết tham, còn bé không biết tham. Thì cái tánh tham nổi trội thế là nó biết tham ngay từ lúc còn nhỏ đã biết tham này. Tham đủ thứ, tham ăn. Lúc còn nhỏ đã tham ăn, khóc đòi ăn suốt ngày. Thì nó có cái hành động này, do Sankara đi kèm với vô tham yếu, vô sân, vô si mạnh, hỗ trợ cho thức tục sinh, nên sinh ra làm người có tánh tham nổi trội. Có tánh tham nổi trội thì cái này nó cũng là do cái nghiệp ở quá khứ nó hỗ trợ cái lúc mà mình tạo cái nghiệp đấy. Nhưng mà cái tánh tham nó yếu, cái tánh vô tham nó yếu mà cái tánh tham nó vẫn còn mạnh. Cái tánh tham mà nó còn mạnh thì vô tham nó yếu. Nhưng bây giờ mình làm bất cứ một cái việc gì đó, nhưng mà mình làm với một cái tâm hoan hỷ, với một cái tâm buông xả thì nó khác, nhưng mình làm với một cái tâm tham cầu nó khác. Một cái tâm tham cầu, ví dụ mình làm cái việc này nhưng mình mong cầu đạt được cái khác. Thì trong cái lúc mình hành động tạo nghiệp đấy, mình cũng đã khởi lên cái tâm tham ở trong đấy rồi, khởi lên cái tâm tham mong rằng mình tạo một cái thiện nghiệp này sau này mình được hưởng cái phước gấp trăm ngàn lần. Có tham không? Khởi lên cái tâm tham ngay trong cái lúc mình tạo nghiệp ấy, thì cái lúc đấy thì đương nhiên là cái vô tham nó phải yếu. Cái vô tham nó yếu nó trợ duyên cho cái thức tục sinh. Nếu mà cái nghiệp đấy nó trợ duyên cho cái thức tục sinh thì cái tâm đấy nó sinh ra nó làm cho cái người đấy nó bản tính nó có cái tính tham. Tức là trong ngay cái nghiệp này nó đi hỗ trợ rồi. Cái nghiệp là trong cái lúc mà tạo nghiệp ấy nó có cái tánh tham nó đi kèm theo, nó hỗ trợ cho cái tục tục sinh và làm cho người đấy sinh ra đã có tánh tham. Tánh tham rất là bẩm sinh mà không ai dạy vào nhà, chẳng có ai tham, mỗi mình nó tham. Nó là cái gì đây? Nó là do cái nghiệp này nó hỗ trợ này. Người có cái tánh tham thường thấu biểu hiện như thế nào? Để có biết ai người có tánh tham, nhà mình có biết có người có tánh tham mình có biết không? Biết ai người có tánh tham, người có tánh sân không? Nó biểu hiện như thế nào là người có tánh tham? Không biết à? Không biết ai có tánh tham. Biểu hiện người tánh tham này, ham vui. Rồi cái người cứ tốt ngày chỉ ham vui, cứ đâu vui chạy theo, nó vui chạy đi. Đâu buồn là bỏ chạy theo, nó chạy đến chỗ vui. Ham vui, sợ khổ. Thấy khổ chính là sợ. Người tham thì người ta có thích khổ không? Người ta nó không thích khổ, người ta chỉ thích sướng thôi.
thích này còn ham vui sợ khổ, thích hưởng thụ, ăn thì cứ phải đòi ăn ngon, mặc thì đòi mặc đẹp, ở cái gì cũng phải sang, thích hưởng thụ cái cảnh dục trần là biểu hiện của người có tánh tham. Một cái đứa bé nào từ bé nó thích cái này là biết nó đi tục sinh với cái tâm vô tham yếu. Do hành thì trợ duyên sinh ra một cái người có tánh sân nổi trội. Có biết người nào có tánh sân không? Có những người, người ta có tánh sân từ bé mà có người lớn lên mới có tánh sân. Do cái hành sankara vô tham, vô si mạnh nhưng vô sân yếu. Vô sân rất là yếu, tức là trong cái lúc người đó đi làm một cái thiện nghiệp nào đấy nhưng mà họ vẫn làm với tâm sân. Có thấy ai đi làm thiện nghiệp với tâm sân không? Mình cho ai cái gì mình mắng cho người ta một câu. Thì trong cái lúc mình làm thiện nghiệp với tâm sân, giúp ai được một cái xong lại chửi cho người ta một trận. Cho mày phải nhớ đấy nhé, cái công của ta. Cái gì đấy mình cứ làm thiện nghiệp với cái tâm sân, thì cái thiện nghiệp đấy đến khi nó sinh ra thì cái sân nó mạnh thì vô sân nó phải yếu, thì nó trợ duyên cho cái thức tục sinh, nó làm cho cái người đấy có cái tánh sân bẩm sinh. Tại sao có người có tánh sân bẩm sinh là vậy? Bé đã biết sân, ai đụng đến là khủng khủng nổi lên. Người có tánh sân là có biểu hiện như thế nào? Biểu hiện như thế nào? Người tánh sân thì tánh sân với tánh tham thì cái nào nó rõ hơn, dễ nhận hơn? Sân dễ nhận hơn nè. Tánh tham thì nói là không biết, nhưng mà nói tánh sân mà không biết là không đúng rồi, là quá kém. Người có tánh sân ấy, biểu hiện ra nó quá rõ, nhăn nhó. Người có tánh sân thì cái mặt nó có được cái không? Nhìn thấy cái mặt nó có biết không? Cái mặt nó nhăn nhó ngay hả? Nào nhăn nhó mà nói ra cái lời nào là chê bai chỉ trích. Người có tánh sân thì có hay đi tán thán khen ngợi người khác không? Chỉ có đi chê bai chỉ trích ấy. Trong cái mặt nó có hiền lành không? Lúc nào cũng nhăn nhó đầy những vết nhăn trên mặt ấy. Nhìn theo cái mặt ai nhăn. Nhìn mặt ai nhăn là biết người có tánh sân. Khó tính khó nết. Khó tính khó nết là rất là khó chiều. Không ai chiều được cái người có tánh sân, kiểu gì người ta cũng khó chịu. Người ta cũng chê bai chỉ trích. Thì cái người có tánh sân là làm sao? Nó khác với người có tánh tham là cái gì? Người có tánh tham thì luôn luôn nhìn vào những cái khía cạnh mà đáng yêu thích ấy. Người có tánh sân thì luôn luôn nhìn vào những cái khía cạnh mà tiêu cực ấy. Những cái không ưa thích của người khác. Tức là người có tánh sân luôn luôn nhìn vào cái nỗi nầm của người khác. Người có tánh tham thì luôn luôn nhìn vào những cái tốt đẹp. Nó chỉ luôn luôn nhìn vào cái tốt đẹp. Thì bây giờ cái vật gì nó có một cái mặt tốt là một cái mặt xấu. Người có tánh tham thì nhìn vào mặt gì? Nhìn vào cái mặt tốt để còn tham, để còn thích. Người có tánh sân thì nhìn vào gì? Nhìn vào cái mặt xấu để còn chê bai, để còn chỉ trích, để còn phê phán. Đấy, thì nó là như vậy, cái tánh cách nó thế. Do hành gì trợ duyên sinh ra người có tánh si nổi trội? Hành gì trợ duyên mà sinh ra một người có tánh si? Do hành sankhara vô tham, vô sân mạnh nhưng vô si yếu, hoặc không đi kèm với tuệ. Tức là cái người nào mà trong cái lúc mà người ta làm cái thiện, làm các cái công thiện nghiệp ấy, đang tạo nghiệp ấy mà người ta không có trí tuệ ở trong đấy, thì là cái hành động đấy nó sẽ để lại cái nghiệp là ni trí. Cái nghiệp này khi mà nó hỗ trợ cho cái thức tục sinh, mà cái thức tục sinh mà không có tuệ ấy, thì cái người đấy sinh ra sẽ có cái tánh si nổi trội. Thức tục sinh mà có cái tâm mà không có tuệ này, thì cái người đấy là cái người có tánh si. Si là nó rất là ngu si. Ngu si đây gọi là người ngu bẩm sinh này. Biểu hiện của cái người có tánh si này như thế nào? Mình có biết ai là người có tánh si không? Biết người này là người khôn, biết người này là người có trí, biết người này là người ngu, biết người này là người khôn, người ngu. Mình có gặp một cái mình có biết được ngay không? Gặp một ai mình biết ngay cái người này ngu nó không chơi được, biết được không? Hay là cái người này ngu nên mình dễ lừa, trời bảo sao nghe vậy. Biểu hiện của người có tánh si vụng về. Người tánh si là rất là vụng về ha.
về làm cái gì cũng hỏng, đụng và làm ra cái động vào cái nó hỏng việc luôn, ngơ ngác đi đâu cũng ngơ ngơ ngác ngác ngơ ngác thì nó không biết gì mà ngơ ngác, bởi vì nó thấy cái gì nó cũng lạ, cái gì cũng lạ, chẳng trong tâm nó không có một cái gì, nó không có tiếp thu được cái gì, tiếp thu thì đi đâu cũng ngơ ngác thấy một cái nó là lạ lạ, không có lập trường. Thì có tánh thi thì có lập trường không? Khẳng định mình làm cái này, mình làm cái kia không? Mình có tánh thi giống như là đứa trẻ con ấy, nó có dám đứng lên, nó có dám tự chủ làm được cái gì không? Không dám tự chủ làm cái gì mà chỉ có người khác bảo làm gì làm đây. Đứng ngớ ngớ để chờ cho người khác bảo gì còn làm. Ngớ ngớ chờ cho người khác bảo gì làm. Thì cái người có tánh si là vậy. Nó giống như là một cái người chưa trưởng thành. Lúc nào cũng phải có người khác, lúc nào cũng phải có người khác kèm. Không có lập trường là biểu hiện của người có tánh si. Mình là cái người gì? Do hành gì trợ duyên khiến cho một người có tánh đức tin nổi trội? Còn có người có tánh đức tin nữa. Mình thấy có cái người nào mà hơi nói cái là tin à? Hơi nói cái là tin, nói dối cũng tin. Người có lòng tin thì hay làm sao? Thì dễ bị lừa à? Dễ bị lừa. Nói gì tin mà, nói gì tin thì ta bảo sao nghe vậy. Cái gì mà nó trợ duyên cho cái người này có niềm tin, có cái đức tin này, do hành thiện đi kèm với niềm tin mạnh, trí tuệ yếu ớt, trợ duyên khiến cho một người có tánh đức tin nổi trội. Khi mà mình có một cái niềm tin gì đó nó mạnh quá, thì cái niềm tin đó nó quá mạnh ấy. Mình làm cái việc gì với một cái niềm tin mạnh thì cái niềm tin ấy, cái niềm tin ấy nó sẽ lấn át mất cái niềm tin, có nghĩa là tình cảm. Tức là khi mà mình đã có tình cảm quá mạnh thì nó lấn át mất lý trí. Hai cái này, nếu mà cái người mà có lý trí mạnh thì nó sẽ quân, thì cái niềm tin nó sẽ kém, thì nó sẽ giảm đi một chút. Còn cái người mà cái tình cảm nó quá mạnh thì là cái lý trí nó sẽ yếu đi. Hai cái đấy nó là như vậy. Thì cái người nào mà có cái tình cảm nó quá mạnh, tình cảm nó quá mạnh, tình cảm nó quá mạnh, thấy ai cũng là tốt hết, thấy ai là tốt, ai là tốt thế là cứ khen ai tốt này, mà là cái người này là tốt lắm này, tốt lắm. Tình cảm với người đấy sống chết với người đó, thể sống thể chết với người đó, không bao giờ xa được. Thì cái đấy là do cái tình cảm nó quá mạnh thì trí tuệ nó yếu ớt và nó khiến cho một người có tánh đức tin nổi trội. Và nó cái lúc mà mình làm một cái việc gì đó với một cái đức tin, ví dụ bây giờ mình đi làm cái việc này vì cái đức tin nó quá cao, đức tin quá cao, cho nên là nhiều người người ta cứ đề cao đức tin, nhiều tôn giáo đề cao đức tin, và rất là nhiều người thì sẵn sàng buông xả hết, tức là buông bỏ hết công việc để đi làm những cái việc vì cái đức tin của mình, đi làm những cái việc rất là tốt, những cái việc rất là lợi lạc cho xã hội vì cái đức tin của mình. Thì cái đức tin đấy nó rất là mạnh, như vậy thì nó hỗ trợ cho cái tâm tục sinh, nó có cái đức tin rất là mạnh và sinh ra là một cái người có cái tánh đức tin. Tánh đức tin là ai nói cũng tin, ai cứ ai mà càng khéo nói thì càng tin mạnh. Ai mà thuyết phục, ai kích động là cái người đức tin là tin theo, tin chết thôi, không còn biết đúng hay sai nữa. Cái biểu hiện của người có tánh đức tin là làm sao? Biểu hiện của người có tánh đức tin nhẹ dạ, cả tin hay bị lừa. Không phải cái người có đức tin là vậy, nhẹ dạ quá, nói đùa tự thật, cả tin, ai nói gì cũng tin, người ta nói dối cũng tin, hay bị lừa, nên là dễ bị người ta lừa, người ta gạt cho, nên đến lúc đấy mới khi mà bị lừa rồi bắt đầu mới cảm thấy nó bị đau lòng. Biết đó là cái biểu hiện của người có tánh đức tin, cho nên cái người có tánh đức tin hay bị thất vọng, hay bị thất tình, cũng là cái người đấy mà thì hay bị tin mà người ta nói dối, nhưng mà cũng tin đến lúc người ta lại đi nói dối người khác thì mình thấy ôi mình bị lừa. Do hành gì trợ duyên khiến cho một người có tánh phân tích nổi trội?
Có những cái người thì hay suy luận, phân tích đủ mọi chuyện trên đời, suy tư phân tích. Do cái hành thiện đi kèm với trí tuệ mạnh, niềm tin yếu. Nếu mà cái trí tuệ nó quá mạnh mà cái niềm tin nó quá yếu thì nó lại khiến cho một người có tánh phân tích nổi trội. Hai cái tính cách này nó đối lập nhau, một người quá tình cảm và một người quá lý trí. Hai cái tính cách này nó sẽ khác nhau hoàn toàn. Thì cái người mà có tánh phân tích nổi trội, bây giờ nói gì người ta không có tin, người ta phải để phân tích đã, để xem xét đã. Tôi chưa thấy, tôi chưa tin. Ai đến nói gì mà từ từ, còn phải để quan sát, để xem xét thế nào. Thì cái người này lại là cái người có lý trí quá mạnh và nó đối lập lại hoàn toàn với người có đức tin. Nói cái gì mà để thuyết phục được cái người này rất là khó. Thì họ phải mắt thấy tai nghe họ mới tin, hoặc là họ phải phân tích, phải suy luận được họ mới tin. Thế nên là bây giờ nói là có cõi thiên đàng, có cõi địa ngục với cái người này không tin này. Cái người có tánh phân tích này, họ đâu có thấy, hoặc là họ phải suy luận cái gì đó là hợp lý thì họ mới tin, chứ còn nói chơi chơi là họ không tin. Nên là thuyết phục được cái người có tánh đức tin dễ hay là thuyết phục được cái người có tánh phân tích này dễ? Thuyết phục cái người mà có cái tánh đức tin rất là dễ, nói chơi chơi cũng tin. Nhưng mà để mà nói cho được cái người có tánh tuệ này này, cái tánh phân tích này gọi là tánh tuệ này tin ấy, thì phải là một cái người cũng phải có trí tuệ ngang bằng hoặc là hơn thì mới nói được cái người này tin được. Rất là khó độ cho cái người này. Nhưng mà cái người mà có cái tánh tuệ này, khi mà người ta hiểu ra rồi thì người ta lại khác, thì người ta hiểu đúng luôn, người ta không bị sai. Còn cái người có tánh đức tin thì làm sao, cứ đi bừa đi bãi, tin bừa tin bãi, không biết là đúng hay sai, cho nên bị bấp ngã rất nhiều lần, rất nhiều lần thì có thể là cuối cùng mới thức tỉnh ra được. Còn cái người trí tuệ này người ta không bị bấp ngã, người ta không bị bấp ngã, và người ta khi nào có thể là người ta bỏ qua rất nhiều cơ hội, sẽ bỏ qua rất nhiều cơ hội. Nếu như người kia không đủ trí tuệ để phân tích cho người ta tin thì người ta sẽ không theo. Nhưng mà khi mà người ta đã thấy được rồi thì người ta tự động, người ta có niềm tin, người ta phân tích, người ta suy luận ra vấn đề rồi thì người ta tin. Do hành thiện đi kèm với trí tuệ mạnh, niềm tin yếu, trợ duyên khiến cho một người có tánh phân tích nổi trội. Cái người này, cái lúc mà cái hành động ấy là người ta hành động với lý trí, người ta không phải là hành động với niềm tin. Người ta thấy đây là việc đáng làm, việc này là tôi làm một việc đáng làm, chứ không phải là một cái người mà tôi cúng dường tam bảo là để cho Phật pháp được trường tồn, chứ không phải là tôi có tình cảm với ông này ông kia hết, tôi làm này là làm vì Phật pháp, không vì tình cảm. Thì đấy là người ta làm hoàn toàn bằng lý trí. Thì cái hành động mà lúc người ta làm bằng lý trí đấy, nó để lại cái nghiệp. Đó là người ta sinh ra đời sau là một cái người rất lý trí, người ta không có niềm tin nào hết nhưng mà rất lý trí. Biểu hiện của người có tánh phân tích thì như thế nào? Người có tánh phân tích thì người ta biểu hiện làm sao? Bây giờ mình gặp cái người này có biết không? Gặp cái người mà có đức tin dễ thấy hay là gặp cái người này mình dễ thấy? Người này rất là lý trí, xăm soi, tức là người này người ta cũng moi móc, người ta phê phán giống như là một cái nhà phê bình ấy, để tìm tòi sự thật, tìm tòi giống như những người đi phá án ấy. Thì những người này người ta rất là lý trí, đâu có phải là dễ mà nói những cái dùng cái gì mà cái lời ngon ngọt mà có thể dụ dỗ được người ta đâu. Lý trí xăm soi và người ta phải tìm ra sự thật, tìm ra sự thật thì họ mới tin, chứ còn họ không dễ dàng mà tin. Thì họ muốn phân tích phải tìm ra được sự thật. Thì cái người có trí tuệ này, cái người mà có tánh sân thì người ta cũng rất là hay xăm soi. Nhưng mà người ta có cái này không? Người ta không có cái xăm soi để tìm ra sự thật. Còn cái người có trí tuệ là xăm soi để tìm ra sự thật. Còn cái người mà có tánh sân thì là xăm soi là để phản bác. Dù là sự thật người ta cũng phản bác cả sự thật. Nhưng mà cái người này tìm ra sự thật và người ta khuất phục sự thật, không có chịu khuất phục những cái vô lý. Đó là cái người có tánh tuệ, là biểu hiện của người có tánh phân tích. Do hành gì trợ duyên khiến cho một người có tánh tư duy nổi trội? Có cái tánh tư duy. Tánh tư duy là làm sao?
Cánh tư duy là hay suy nghĩ mông lung, hay suy nghĩ mông lung, suy tư chuyện này suy tư chuyện kia, ngồi đâu cũng thơ thẩn xong làm thơ thẩn làm thơ. Do hành thiện có tầm mạnh định yếu, tâm dao động hay hướng đến chuyện này chuyện khác, tức là cái tâm tâm nó suy tầm nó rất là mạnh, nó suy nghĩ chuyện này chuyện kia. Do cái định nó yếu nên cho nên cái tầm tầm thì mạnh mà định thì yếu thì nó mới tạo ra cái tánh hay tư duy. Trợ duyên khiến cho một người có tánh tư duy nổi trội. Tánh tư duy là hay suy nghĩ liên miên không ngừng nghỉ, suy nghĩ liên miên, suy nghĩ chuyện này trong trời trong đất trong mây trong mưa trong nắng trong ngày trong đêm. Thì cái người đấy là cái người có tánh tư duy. Tánh tư duy hôm nay thì phải lo cho ngày mai lo cho ngày kia, đời này nhưng mà phải lo cho con cháu sau này nó lớn lên này nó lại như thế nào, người đấy cứ cứ điên hay, tức là cái người hay có tính lo xa đấy, có hai ai hay có tính lo xa và lo xa về không biết là bây giờ như thế này nhưng mà 5 năm 10 năm mình làm sao, hay lo xa mà nó nhất là cái người bảo đi tu mà lo lắm, chẳng biết là 5 năm 10 năm nữa làm sao này. Đến lúc ai lo cho chuyện nọ chuyện kia, lúc đau ốm thì làm sao, cứ 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 luôn luôn làm sao không biết là rồi sẽ làm sao. Đấy là cái người hay lo xa là cái người có tính tư duy này. Còn có người thì chẳng biết, cần biết thì hôm nay biết nay ngày mai biết ngày mai không cần thiết, thì cái người đấy không có cái tính này. Còn cái người nào là hôm nay là phải lo cho ngày mai, phải lo cho 1 tháng 1 năm 10 năm sau là đã phải lo lắng từ hôm nay rồi. Đấy là cái người có tánh tư duy, biểu hiện của người có tánh tư duy biểu hiện là thế nào, mơ hồ hay mơ mộng ấy. Hôm nay nhưng mà mơ mộng ngày mai ta phải làm cái này, ngày mai ta phải làm cái kia, thế là mơ mộng, mơ mộng rất là cao, ảo tưởng, thích sống ảo tưởng, không có sống với hiện thực mà thích sống với ảo tưởng. Sống với ảo tưởng, sống với cái sự tưởng tượng. Nên là cái người mà cái này nó mạnh quá, cái ảo tưởng này nó mạnh quá, bắt đầu mới xưng ta là thánh, ta là thế nọ thế kia đấy. Hay sống với cái ảo tưởng như vậy, thích sống với những cái ảo tưởng, mơ hồ ảo tưởng, sống với thế giới ảo, không thích cái thế giới hiện thực này, thích sống với thế giới ảo, mộng mơ, làm những cái chuyện mà nó rất là thất thường, cái tính cách của người đó cũng rất là thất thường. Không không thích sống một cách nó đơn giản thực tế, không thích sống một cuộc sống thực tế mà thích sống một cái cuộc sống ảo tưởng mơ hồ, cho nên người đấy rất là thất thường, tính cách rất là thất thường. Đấy là biểu hiện của người có tánh tư duy. Người này có dễ thấy không? Do hành gì trợ duyên khiến cho một người lúc còn trẻ thì hiền lành lương thiện nhưng khi lớn lên thì hung dữ bất thiện, ngược lại có người lúc còn trẻ thì hung dữ bất thiện nhưng lớn lên thì lại lương thiện, có người như vậy không? Lúc còn trẻ thì hiền mà khi lớn lên thì mình dữ, có những người lúc còn trẻ dữ lớn lên lại hiền, vậy cái hành gì nó trợ duyên nó khiến cho cái người này như thế? Do hành nghiệp trong quá khứ vô sân mạnh hỗ trợ cho thức tục sinh sinh ra là một cái người hiền, nhưng khi lớn lên lại thân cận với những người bất thiện, tạo nghiệp bất thiện nên dần dần trở thành người bất thiện. Thế cho nên là những cái người rất là hiền, ở lúc còn nhỏ rất là hiền nhưng mà lớn lên bất thiện, thì đấy là do nó gần gũi những người bất thiện, nó bị huân tập, bị học tập, nó bị học tập này, nó bị ảnh hưởng bởi những cái người khác, tính cách của những người khác, mất cái bản chất của nó đi. Nhân chi sơ tính bản thiện, đây là cái người này tính tương cận tập tương nhiễm này, nên do nó gần gũi thì nó nhiễm. Ngược lại có một cái người mà cái hành nghiệp trong quá khứ vô sân yếu hỗ trợ thức tục sinh sinh ra là một cái người hung dữ, tức là cái người đấy cái tánh hung dữ nó có ở trong bẩm sinh, nhưng khi lớn lên lại thân cận với những người hiền lương tạo cái thiện nghiệp, cho nên dần dần người đó trở thành hiền thiện. Cho nên là cái tính cách vẫn có thể thay đổi được ha, tính cách nó thay đổi được, cái người hiền mà có thể vẫn có thể trở thành cái người dữ, mà cái người dữ có thể trở thành người hiền được, có thể huấn luyện rèn luyện được. Do hành gì trợ duyên khiến cho một người lúc còn trẻ thì ám độ nhưng khi lớn lên lại lanh lợi, ngược lại có người còn trẻ thì lanh lợi nhưng khi lớn lên lại ám độ, tức là lúc còn trẻ
Đấy, thì nó ngu dốt nhưng mà lớn lên nó lại thông minh. Có người có đứa còn trẻ thì nó thông minh nhưng lớn lên nó lại ngu dốt đi. Là làm sao? Do cái hành nghiệp trong quá khứ vô si yếu trợ duyên cho một cái thức tục sinh nên là sinh ra đã ám độ, nhưng mà khi lớn lên nó được thân cận học tập với những bậc có trí tuệ, siêng năng phát triển trí tuệ thì lâu ngày nó trở thành người có trí tuệ, nó vẫn có những cái tính cách này, nó vẫn có thể rèn luyện được. Hành nghiệp trong quá khứ có trí tuệ mạnh trợ duyên cho thức tục sinh làm người đã có nanh nợ, nhưng mà khi lớn lên lại thân cận những người ám độ không siêng năng phát triển trí tuệ nữa thì càng ngày cái tâm trí nó càng trở nên ngu mê ám độ. Thì ấy nó cũng còn là một phần, đó là do quá khứ. Quá khứ thì nó chỉ là một phần thôi, nhưng mà hiện tại này nó mới tác động, nó ảnh hưởng nhiều. Quá khứ nó chỉ có mỗi cái thời điểm nó mới tục sinh ra nó thế thôi, nhưng mà cái môi trường và cái cuộc sống và cái giáo dục ở hiện tại này nó tạo nên cái tính cách con người còn nhiều hơn là cái nghiệp quá khứ. Cho nên là không phải là cái gì cũng đổ hết cho quá khứ, không đổ hết cho các bạn. Cái người này nó có cái ngu từ 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 còn nhỏ rồi thì giờ lớn lên thì nó chắc cũng không rèn luyện được, không phải, nhưng mà nó vẫn có thể rèn luyện thành người có trí được. Cái tính cách nó vẫn có thể thay đổi được do cái cuộc sống hiện tại này, mà cũng không được đổ hết cho hiện tại, không đổ hết cho hiện tại. Hiện tại tại sao có cái người rất là dễ dạy, có người rất là khó dạy, thì đấy nó là do bị cái nghiệp quá khứ nó chi phối, nghiệp quá khứ nó chi phối cho nên là nó khác nhau. Cho nên là nó có phải cân bằng cả hai, một một phần là do quá khứ nó tác động, một phần là do hiện tại nó tác động, mà nó tạo nên cái tâm thức con người nó có sự khác nhau. Hết đấy là hành duyên thức. Còn về sau thì là thức duyên cho danh sắc, thức duyên danh sắc. Hồi hướng. Idam me punyam. Idam me punyam.